còn lời ta bên. Chào mừng các bác và anh em quay trở lại với kênh TK Audio. Và video ngày hôm nay thì công ty chúng em sẽ làm một bài review chi tiết về bên trong nội thất của chiếc đẩy Wynwood D500, chiếc đẩy mới về bên công ty TK chúng em, cũng là để giải đáp một số thắc mắc cũng như là một vài câu hỏi của các bác khách hàng đã và đang sử dụng chiếc D500 của chúng em khi mà mới về, các bác đã đặt hàng luôn. Và hôm nay thì em đã sẽ giải đáp các thắc mắc cho các bác luôn, và các bác và anh em cùng em đi soi cái nội thất bên trong của chiếc đẩy D500 này. Từ đó OK, và để đỡ mất thời gian của các bác và anh em thì bên chúng em cũng đã tháo sẵn ra rồi, tháo sẵn một chiếc đẩy Wynwood D500 ra đây rồi. Và đầu tiên chúng ta nhìn vào bên trong thì cái mà cho chúng ta nhìn thấy đầu tiên đó là một cái nguồn rất là khủng nhé. Những dòng đẩy quẹt công suất lớn thì thường sẽ được trang bị những cái nguồn rất là khủng để cho nó ổn định cái nguồn, cái công suất. Và nhìn vào bên trong thì những cái dòng đẩy công nghệ mới hiện nay thì nó bên trong nó rất là gọn gàng và ngăn nắp, nó không còn rườm rà, không còn chi chít chằng chịt những cái dây điện hay những cái linh kiện nó thừa thải. Thì đây, nó đã được tối ưu hóa đi rất là nhiều. Như con này thì sẽ sử dụng mạch class AB thế hệ mới nhất hiện nay. Toàn bộ linh kiện là sẽ là mạch dáng hết. Và hai quạt gió, hai quạt làm mát này thổi trực tiếp vào những cái thanh nhôm tản nhiệt. Đấy, những cái nhôm tản nhiệt này, và em đếm thì con này nó sẽ là 16 sò nhé các bác và anh em. 16 sò này sẽ đã đủ để nó đánh được những cái đôi loa công suất khủng rồi. Bởi vì những cái dòng đẩy công nghệ mới hiện nay thì cái yếu tố nhiều sò hay ít sò nó đã không còn là cái quan trọng nữa rồi. Quan trọng nhất là mấy cả để nó có được một cái công suất khỏe, nó phải dựa rất vào nhiều các yếu tố nhé. Như cái này thì trước đây chúng em có những cái sản phẩm về, chúng em đã nói sơ qua rồi. Và những cái sản phẩm đó hiện nay ngoài thị trường vẫn đang rất là hot và đang được dùng. Như trước đây con D400 nhé, con D400 thì nó cũng rất là ít sỏ mà công suất nó cũng rất khỏe. Nhưng với cái bản D500 này đã được nâng cấp lên thì chắc chắn nó sẽ còn khỏe hơn con đấy, là một cái chắc chắn rồi. Bởi vì thông số con này nó sẽ là 1000W một kênh. Vâng ạ, quay trở lại cái yếu tố khỏe hay yếu thì không phải dựa vào sò là đánh giá được, mà nó phải dựa vào tất cả các yếu tố, từ nguồn, từ tụ lọc nguồn, từ những cái linh kiện li ti để cấu tạo thành, và sò nữa. Chính vì vậy cái yếu tố nhiều hay ít sò nó không đánh giá được hết được cái công suất, cái hiệu năng. Vâng ạ, đây là cái nội thất của con D500, con đẩy Wynwood D500. Các bác và anh em có thể thấy được. Nên các bác và anh em khi đã sử dụng cái dòng này rồi, các bác và anh em sẽ yên tâm hơn về những cái em đã giải đáp những cái thắc mắc là các bác muốn xem nguồn này to như thế nào này, muốn xem nó bao nhiêu sò và muốn xem bên trong nó như thế nào. Và khi mà nó gặp sự cố rủi ro chúng ta có dễ sửa chữa không? Em khẳng định luôn là những cái dòng này rất là dễ. Nó là mạch class AB nên là rất là dễ sử dụng, mà lại là mạch class AB công nghệ và hiện đại mới nhất hiện nay. Chính vì vậy nó đem được cái hiệu năng và công suất rất là tốt. Công suất sẽ là 1000W. Và hôm nay em đang test một bản nhạc mộc nhé. Nó sẽ có nghĩa là em lấy tín hiệu trực tiếp đi thẳng vào. OK, anh sẽ tín hiệu trực tiếp nó đi thẳng vào vào đẩy, nó không cần qua vang. Bởi vì mục đích chính em sẽ đó là test là cái mục đích chính là em test cái chất lượng cũng như là cách xử lý âm của nó. Đối với con này thì chất âm nó vô cùng tươi sáng nhé. Để em tăng volume lên một chút nữa, em sẽ bỏ quảng cáo đi đã. OK. Và em đưa tín hiệu trực tiếp từ chiếc điện thoại vào đẩy, còn đẩy đi 500 của chúng em và đánh một đôi V3 này các bác nhé.
ta đón đưa có nhau từng ngày. Trần gian này của đôi ta khi vẫn trao tay từ đêm đông ấy. Giáng sinh em khấn cầu trọn đời ta bên nhau. Thiên Chúa trên cao hằng ban ơn phố xưa chỉ ta đồng hành từng đồng. Ok, bây giờ em sẽ chuyển sang một đoạn nhạc DJ YouTube để chúng ta nghe đánh giá thêm cái phần trình diễn nhạc bốc và có lẽ nhé. Đột nhiên em không xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác anh em một lần nữa.